Nếu như các bạn nghĩ về bản thân bạn mà nghèo, mà tội nghiệp, mà đáng thương, các bạn không thay đổi cái tư duy đi luôn ấy, thì sau này các bạn sẽ còn nghèo và tội nghiệp và đáng thương hơn nữa. Nếu như các bạn nghĩ rằng mình người không tài giỏi ấy, thì sau này bạn sẽ sống như một người bất tài, vô dụng. Nếu các bạn nghĩ rằng mình là xuất thân bần hàn và là người thấp kém xã hội, thì sau này bạn sẽ chết đi trong đúng tình trạng đó. Cuộc đời này chúng ta không tự đối tốt với bản thân mình, chúng ta không tự nghĩ về bản thân mình một cách tích cực và không tự chúc phước cho mình, thì còn ai trên cuộc đời này chúc phước cho các bạn nữa. Các bạn hãy nhớ, bạn là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ đời bạn, không phải người khác. Và bạn không chúc phước cho bản thân mình, không tự chúc phúc cho cuộc đời các bạn, thì hỏi trên đời này còn ai muốn ban phúc, chúc phúc cho các bạn nữa. Cho nên, trước khi người khác thương xót bạn, trước khi kẻ khác yêu thương bạn và giúp đỡ bạn, bạn hãy yêu thương bản thân mình trước.